Hôm nay em An gửi tới anh chị một căn nhà kho rộng 500m², cách lộ nhựa Sơn Hòa là chỉ có 50m à, gần với vòng xoay đường cầu Rạch Miễu 2 đi ngang qua anh chị, ở ngã ba Sơn Hòa đó, là chỉ hơn 1 cây số thôi. Ngân hàng hỗ trợ vay 2 tỷ nha. Dạ, em An xin chào anh chị. Xin chào anh chị đang xem kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video lần này. Hôm nay em gửi tới anh chị một căn nhà kho 500m², ô tô tải mình có thể vào trong mình đậu luôn anh chị. Nền móng anh xây dựng rất là kiên cố ha. À, cách lộ nhựa Sơn Hòa đó, ngoài đó lộ nhựa Sơn Hòa hay còn gọi là huyện lộ 14 á, là chỉ có 50m thôi. Còn con đường nội bộ của mình á, mình di chuyển sử dụng là sẽ có giấy xác nhận đường đi, xài vĩnh viễn lâu dài, không có sợ bị tranh chấp nha anh chị. Đường này rộng hơn 6m lận, cực kỳ rộng luôn anh chị, khá là ấn tượng ha. Đường nội bộ mà rộng 6m. À, ngoài kia đó là lộ Sơn Hòa nha. Ở bên đây là thuộc Sơn Đông, bên kia lộ là thuộc Sơn Hòa. Nếu mà anh chị vừa phải á, là tầm khoảng hơn 1 cây số thôi là mình tới đường đầu đường ngã ba Sơn Hòa, quốc lộ 57C đi ngang qua. Gần đó có một cái vòng xoay rất là lớn, chính là vòng xoay đường cầu Rạch Miễu 2 đi ngang qua anh chị. Ở vòng xoay rất là lớn ha. Mình di chuyển là tầm khoảng 3 cây số là tới được chợ, trường học, ủy ban của xã Sơn Đông. Hơn 5 cây số là vào được trung tâm của thành phố Bến Tre. Trên đường đi á, đi theo con đường quốc lộ 57C là rất là nhiều kho, xưởng, công ty tập trung hai bên đường, rất là đông luôn anh chị. Còn ngay ngã ba Sơn Hòa, nếu mà anh chị quẹo trái hướng này nè, đó là mình trở về khu công nghiệp An Hiệp. Khu công nghiệp An Hiệp có thể đi thẳng xuống tới phà Tân Phú ở bên Chợ Lách, Cám Ơn, Vĩnh Long. Trên đường đi đi qua các xã trồng rất là nhiều sầu riêng nè, chôm chôm nè, nói chung là trái cây anh chị cực kỳ nhiều luôn, các xã của huyện Châu Thành ha. Còn ngay đây mình quẹo phải là tầm vài trăm mét là tới nhà thờ Cái Nứa, chợ, trường học và ủy ban của xã Sơn Hòa. Đi thẳng ra ngoài con đê quốc phòng á, ven sông Hàm Luông, hoặc là trở ngược về cầu Hàm Luông, đường ra cầu Miễu 2 cũng được nữa. Hướng đường cầu Miễu 2 hướng này nè, đó hướng chim bay thôi nha anh chị, là cũng xa xa lắm á. Em nói hướng cho anh chị mình hình dung ha. Dạ, còn đây là sản phẩm của mình, 500m², chiều ngang là 8.10, sâu vào là hơn 61m, nở hậu 8.12. Mình có một căn nhà kho xây dựng là chỉ hơn 1 năm thôi, còn rất là mới anh chị. Nền móng thì rất là kiên cố, xe tải mình có thể vào trong mình đậu. Đó, trọng tải là 10 tấn ha. Còn bên đây là một mảnh đất gần 1.000m của hàng xóm, đất trống anh chị. Bên đây cũng đất trống hàng xóm ha. Bên đây đất trống luôn nè. Còn đây hàng xóm mình, 1 nhà, 2 nhà, 3 nhà, 50m thôi là tới lộ nhựa. Đó, một căn nhà kho rất là đẹp, mà ngân hàng hỗ trợ vay 2 tỷ nữa, mà giá bán chủ á, là chỉ có nhỉnh hơn một chút thôi anh chị, còn có thể thương lượng được nữa ha. Hướng là hướng chính nam nha, hướng nhà và đất của mình là hướng chính nam. Rồi, em mời anh chị vào trong nha. Thuộc xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Xã Sơn Đông giáp ranh với xã Sơn Hòa. À, anh chị mình xem nè. Căn nhà kho này anh xây dựng là hơn 1 năm thôi, chi phí để hoàn thiện là hơn 500 triệu nha anh chị, hơn 500 triệu. Điện thì mình xài điện là 220 nha, có nước máy. Ở đây mình được một phòng để mình nghỉ ngơi nè, sinh hoạt. Dạ, có là phòng luôn ha. Phía sau đây là bếp, toilet thì ở phía sau. Đây toilet nè.
Không gian này là của mình luôn nha. Phía sau đây anh xây tường nữa. Đó. Tường cao hơn 2 mét. Xây dựng là hết đất luôn ha anh chị ha. 500 mét vuông. Tôn nè, gạch nè, mọi thứ đều còn rất là mới. Tôn mới. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy sổ cho anh chị mình xem nha. Đây là sổ mình anh chị. Địa chỉ là xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 500,1 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến ngày 5 tháng 4 năm 2054. Bên đây sơ đồ ha. Hướng đất của mình là hướng 9 Nam. Chiều ngang là 8.10, sâu vào là hơn 61 m. Nở hậu 8.12. Nở hậu 8.12 ha. Giá chủ kêu bán là chỉ có 2 tỷ 300 triệu thôi. 2 tỷ 300 triệu. 2 tỷ 300 triệu. Ngân hàng hỗ trợ vay 2 tỷ nha. Ngân hàng hỗ trợ vay là 2 tỷ. Giá này thì chủ sẽ để lại nhà kho nè, điện nước, nói chung là để lại toàn bộ hết cho anh chị mình ha. Dạ, 2 tỷ 300 triệu. Ngân hàng hỗ trợ vay 2 tỷ. Giá để hoàn thiện căn nhà kho này á là hơn 500 triệu rồi. Giá này anh còn báo là mình còn có thể thương lượng được ha anh chị ha. Chốt lại tổng hết luôn là 2 tỷ 300 triệu. Giá anh kêu bán 2 tỷ 300 triệu. Còn có thể thương lượng được nữa. Bao toàn bộ giấy tờ, thế phí sang tên cho mình. À, tuyệt vời anh chị ha. Bây giờ em sẽ đi từ đây nè. Em chạy ra ngoài hướng quốc lộ 57C, vòng xây cho anh chị mình xem. Gần đây thì mình có nhà thờ nè, có trường học nè. Thì các tiện ích cơ bản đều đầy đủ hết. Đó. Ngay đây là vòng xây nha anh chị. Vòng xây đường cầu Rạch Miễu 2 đi ngang qua. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Từ nhà kho của mình á là ra đây là chỉ hơn 1 cây số thôi. Cái đó là ngã ba Sơn Hòa, đường vô nhà kho mình ha. Hướng này mình trở về khu nghiệp Văn Hiệp, xuống vào Tân Phú. Quốc lộ 57C là con đường này nha anh chị. Còn hướng này mình trở về khu hành chính của xã Sơn Đông và vào trung tâm của thành phố Bến Tre.
hướng đường ra của đường Cầu Tiểu Hai á là ngay chỗ cây xăng Phú An Khang á chị. Em qua bên kia đường là bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, bệnh viện Việt Hàn á, gần với chân cầu Hàm Luông. Gần với chân cầu Hàm Luông, cách chân cầu Hàm Luông là chỉ có 700m thôi. Tuyệt vời quá anh chị ha. Vòng xây đường cầu Rạch Miễu 2 đi. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Và hẹn gặp lại anh chị tại vị trí nhà kho tuyệt vời ngày hôm nay. Bye bye mọi người.